Hello, lô, Hello, buổi sáng nay đen xì vậy? không nghe. Em muốn ăn tắt mic Không, em vẫn bật mic bình thường mà. ok, chị nghe rồi. Chắc tại máy chị tắt âm lượng á. Chị chưa bấm âm lượng. Let's go. Trời ơi, Bật mỗi điện một lên đi ngày vậy. nào, bật điện lên cho nó sáng lên nào. Điện nè, mở cửa luôn nè. Mình không phòng chị xong. Tốn quá. Đỡ hơn chưa? Nó vẫn đen xì à? Bao nhiêu? Chị ngồi hướng này nè. Chị đổi cái bàn sang hướng bên này rồi. Đen thui lùi à? Đợi chút tí. Sao sao chuyển hướng làm cho nó sáng rồi. Đợi nha, ngồi xuống bên này cái chân nữa. Ngồi dưới đất rồi. Trời ơi, kể ra máy đầy pin em bê ra ngoài ngồi ấy, sướng hơn. Đang ngồi ngoài cửa nhà. Ây da. Em đang ngồi ngoài phòng, ngoài nhà, phòng khách. Đáng chưa à? Ok hơn Rồi đó. Trời ơi, vừa nãy mặt nó đen xì nhìn trông kinh chết đi được. mấy người dẫn đi. Cái chuột bực mình quá. Quá. Đây dùng bàn di đi, đừng chuột bực mình quá. Ok, vậy là chị nghỉ mất một tuần của em rồi. Để xem sáng ngày tối nay bọn em đấy xong có gì thì em nhắn sau xem sáng ngày mai hoặc sáng ngày kia thì giờ học nó như thế nào nhé. Ok em. Tại vì là mấy ông bà kia đang đòi đi chơi nên là em phải đi theo, khổ lắm vì mấy ông bà không biết đường. Nếu mà học từ 10 giờ á, đợi chị một tí nhá, chị xem đi. Nếu mà học từ 10 giờ được không ta? 8 giờ Việt Nam á. Sớm hơn xíu á, em nghĩ phải sớm hơn một xíu á. Có khi phải 7 giờ học cho nên 8 giờ ok. Thôi nhưng mà cứ từ từ để em xem tối nay như thế nào đã. Ok. Còn nếu không thì chắc là ngày kia thì nếu như mà thôi thì mình sẽ Mai nghỉ. mình vẫn học bình thường mà đúng không? Thôi gì? Mai vẫn học bình thường đúng không? Chắc là mai chắc vẫn học bình thường thôi, vì mai chắc em vẫn chưa đi được, mình chắc ngày kia mới đi được. Thứ tư thì chị nghỉ. Chị nghỉ nguyên ngày nhưng mà buổi chiều chị có ấy ở trên trường á. Chắc tầm bắt đầu 1 tiếng buổi chiều thôi. Đang tính là thứ tư cho chị học tối. Ừ, tối thì cũng được, tối thì rảnh. Chị nghỉ 8 giờ. là Tuần này học sinh của em như vẫn nghỉ sao nhỉ? Đúng rồi. Thế là thứ tư tuần này em vẫn thứ tư tuần này thì có thể học 8 giờ Việt Nam là 10 giờ tối bên đó. Xong rồi là thứ thứ sáu tuần này em cũng rảnh. Thứ sáu cũng có thể học được giờ cũng 8 giờ. 8 giờ tối á. sáu à, Đúng rồi, 8 giờ tối thứ sáu chúng ta chỉ đi làm. 6, 9 giờ tối được không? 9 giờ tối được. 9 giờ tối 11 bên này chị làm về để học nhá. Ok. Đó thì là thứ Mình tư với thứ sáu. Thế là cũng bù được vào thêm 2 buổi nữa. Được thêm có thế một hả? buổi à. Tư với thứ sáu. Ủa, thứ tư, thứ sáu là buổi sáng học rồi, xong buổi tối học tiếp. Không, em tính là thứ tư là nghỉ buổi sáng. Để xem như thế nào. Em chắc là em tối nên em bảo là để thứ tư đi thôi. Tại vì mai đi thì còn nhiều việc lắm. Ừ. Đấy, cho nó dễ. 3, 6. Ủa nhưng mà
Thứ sáu học buổi sáng, xong buổi tối là học tiếp đúng không? Thôi thứ sáu buổi sáng nghỉ đi. Vậy là Ngày không học bù được một buổi nào. ca thôi à? Vậy là không bù được buổi nào luôn á. Nhưng mà nếu như mà trèo được cả buổi sáng nó cũng được, không sao cả, tại vì em thì em vẫn dậy được bình thường à. Ừ, thì tùy em thôi, tại vì em dậy được thì chị học được, tại vì buổi sáng thứ sáu rồi bây là cái ca học bình thường của mình đúng không? Bây giờ cái ca học bình thường là thứ hai, thứ ba, thứ sáu đúng Ủa, 2, 3, 4 mà. không? Ủa chuyển sang 2 4 rồi à? Sao bữa bảo 2 3 6 đi? Đó, nhưng mà thôi giờ lại tòi sang học thứ tư đi. Kiểu vậy á. Thôi mình cứ linh hoạt hàng tuần cũng được mà, lo gì. Miễn sao mà em cứ tránh được cái giờ làm việc của chị ra là được á. Mới tránh được cái giờ học của em ra là được. Đơn giản, có gì đâu. Easy mà, đúng không? Để chị xem nào. 2 3 4 đúng không? Đó. Ừ, Thứ ok. tư thì học 8 giờ thì Ừ, cũng vẫn được. được. Nếu không thì lại học thứ sáu cũng được, không sao cả, tại vì Thứ thoải tư mái là mà. thứ tư thì chị học 8 giờ được. Tại vì Chờ là một. em ở nhà mà. Ok. Ở nhà hết tháng năm mà. Trời đất ơi. Hôm nay mình sẽ học how to describe a person. Làm cách nào để miêu tả về người, một người. Cái này là mình hay sử dụng nhất này trong văn nói này. Rồi ạ, chúng ta sẽ có 4 phần là vocabulary này, rồi description này, practice này và comparison. Cái phần comparison là cái phần so sánh này chứ. So sánh hơn. Part 1 luôn ạ, đó là vocabulary, nhiều từ mới lắm. Đây chỉ là Trời một ơi. phần thôi. Đây là chỉ các cái bộ phận ở trên cơ thể người. Được chưa? Rồi chúng ta có arm là cái cánh tay ạ. Arm. Cái cánh tay này. Ear là cái tai. Ear là cái tai. Và lưu ý giúp em này, không ai nói một cái tai cả, người ta luôn nói là ears. Ears. Yes. Được chưa? Nhưng cái đấy là nó có Yes. đôi rồi thì nó luôn luôn đi là hai cái. Ears. Yes. Elbow, elbow là cái này, cụ tay là cái cùi chỏ này này. Elbow. Rồi mình có eye. Eye là một con mắt và luôn luôn nói là eyes. Eyes. Eyes, được chưa? Luôn luôn nói là hai con mắt. Vì người luôn luôn có hai con mắt, chỉ trừ những người không bình thường. Tiếp đến ạ, face. Face là khuôn mặt đúng không Face, face, Face. face. Và đứa nào hai mặt sẽ nói là faces. Two faces, hai mặt. Được chưa? Foot. Foot là một bàn chân. Foot là một bàn chân, còn feet là hai bàn chân. Và lưu ý giúp em là I go on feet. Go on feet là đi bộ đấy chứ. Là go on feet chứ không có go on foot. Go on foot là nhảy một chân đấy. Go on free. Mấy cái này là mấy cái quy tắc đơn giản hả? Go on feet. Rồi đến finger. Finger. Finger là cái ngón tay ấy. Finger là ngón tay. Ồ, cái ghế này không, tựa được, bực quá. Fur là lông. Fur. Ừ. Ồ, đúng gì? Không. Fur là lông. Lông. Hand là bàn tay. Bàn tay. Hàn bằng tay. Hàn. Hand là bàn tay, một bàn tay được chưa? Và hands là hai bàn tay. Hands, hands. Đến là knee là cái đầu gối. Knee. Knee.
Chúng ta nói hai cái đầu gối chúng ta thêm s vào thôi ạ. Knees. Knees. Được chưa? Một cốc nước anh. Ừ. Thoải mái. Ngồi đây nó tiện mình nước dễ uống. Gọi leg Leg. là chân rồi Leg. chậm. Leg là chân và legs là hai cái chân. Đúng không ạ? Là một một cái chân đấy. Mouth. Mouth. Mouth Mouth. là cái miệng. Tiếp đến neck là cái cổ. Và chúng ta có cái này này. Cái này này. Di chuyển à? Đúng không ạ? Necklet. Necklace. Đúng không ạ? Necklet là cái dây chuyền này chứ. Hay là cái khuyên tai ấy. Earring. Earring. Earring được chưa? Nó có một cái loại nó gọi là gì? Tiếng Nhật gọi là pierce, tiếng Anh là gì ta? Em không biết. Cái loại mà khuyên tai ngắn nút. Cái earring là cái gì mà thòng lọng xuống đúng không? Đúng rồi. Bên này nó có chưa? Còn cái loại mà chỉ có gắn vô nhỏ nhỏ á. Em không biết. Không biết nó phiên là tiếng Anh sang ấy mà chị không biết là cái đấy là cái gì. Em cũng không biết đâu, tại vì bọn em hầu như người ta toàn dùng là earring kiểu kiểu cứ dùng chung á. Kiểu cái gì cũng nó cứ tương tương đồng nhau là dùng chung hết. Mà cái gì cho nó dễ phân biệt thôi. Chứ còn đi vào phân biệt từng cái một, ví dụ như kiểu rock với lại stone này nó khác nhau hoàn toàn á. Rock là kiểu đá, đá trên núi, stone là tảng đá. Xong rồi là Hiểu hiểu. viên 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 đá nó cũng khác nhau nhá, viên đá nhỏ nó cũng khác nhau. Đó, Ừ. nhưng mà thôi thì mình cứ bục một phát hết là gì? Rock hoặc là stone hết. Nhưng mà mình nói gì người ta cũng hiểu mà đúng không? Người ta không biết à, nó nói đến đá, còn đá đấy đá gì thì thôi kệ. Cũng giống như kiểu người người cái người nước ngoài mà người ta học cái nói tiếng Việt của mình cũng thế. Ừ. Người ta chỉ nói được kiểu gọi là cái từ đồng nghĩa thôi, chứ người ta không thể nói được chính xác cái từ đấy được cả, chính xác cái nghĩa đen của nó. Đây này, cái chỗ này này, chỗ này này là cái phòng của em này. Ờ. Cái cửa sổ này. Cái cửa sổ huyền thoại đúng không? Trước trước là em ngồi hướng ra cửa sổ. Mà mặt em nhìn ra cửa sổ nhìn ra cái này này là sẽ nhìn ra cái đằng sau cái cửa vào phòng. Bây giờ thôi, cái chỗ đấy nhiều người đi lại nên là quay ngược lại không cho mọi người nhìn, chỉ cho nhìn cái cửa sổ Thì ra là vậy. Thì bình thường chị hay thấy mỗi cái cửa sổ của em thôi chứ có thấy gì đâu. Nếu mà em ở nhà. chị bảo. Ủa thế thằng này nó đi từ đâu vào á? Cũng cái tầm này nè, cái tầm này năm ngoái này là em dậy là em ở trong cái phòng đấy suốt ngày đêm luôn á. Và năm nay cũng như vậy, cũng dịch cũng ở trong đấy suốt ngày đêm luôn. Ừ. À đây, Dạ. cái gì nhỉ? Bắt đầu tính phun tiếng Nhật. Gì nhỉ? Tôi mất tiêu. Mất rồi. Tôi tiếp đi, tiếp. Buồn ghê. Sao thì Chị quên mất. Không biết chị tính nói cái gì. nose là cái mũi ạ. Nose. No. Nose. Nose. Và tail. Tail cái này chỉ dành cho động vật thôi, vì người có đuôi đâu. Tails. No, no, no. Tail. 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 Rồi. Tail. Để đâu quá. Tail. Tooth. Tooth là răng. Là một chiếc răng nha. Tooth là một chiếc răng. Còn teeth lại là hàm răng luôn ấy. Nhiều chiếc răng ấy, cả một hàm răng luôn ấy, được chưa? Teeth là nhiều chiếc răng. Nhưng chúng ta không nói là teeth brush mà chúng ta chỉ nói là toothbrush. Toothbrush là cái kem đánh răng. Còn brush
brush brush brush your teeth là đánh răng. Đánh răng là đánh nguyên hàm đúng không? Chứ ai Đúng đánh rồi. một cái răng. Đúng rồi, nhưng mà kem đánh răng thì là toothbrush. Toothbrush. Được chưa? Shoulder là cái vai này. Ok. Cái câu tựa vai anh, kề vai anh ấy. Boy in my shoulder, ngã vào vai tôi. Có bài Cry on my shoulder hay sao? Khóc vào vai tôi đi. Rồi chúng ta có tiếp đến từ glass. Glass. Glass đây nó có rất nhiều nghĩa chị nhé. Glass. Được chưa? Glass bình thường nó là kính, là thủy tinh thôi đúng không ạ? Mm. Nhưng mà glasses, glasses lúc thì nó mang nghĩa là cái kính mắt này này. Được chưa? Nhưng mà lúc thì nó lại là cái cốc thủy tinh. Rất hay. Glasses. Glass. Hat là cái đầu. Hat. Đừng có đọc nó thành hớt nha. Hớt thì nó lại sang một cái khác rồi đấy. Hat. 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 Cheek là cái má và có mấy cái má. Hai cái. Và đọc là cheeks. Cheek. Cheeks. Được chưa? Hai cái má cheeks. Rồi bây giờ đến bắt đầu đến lượt nói về tóc, về các thứ các kiểu được chưa? Rồi, long với lại short thì chắc chắn là chị biết rồi. Dài ngắn. Round là hình tròn. Và lưu ý giúp em này, đừng nhầm giữa round với circle. Round. Round đó là một cái vật gì đó tròn được chưa? Còn circle nó chỉ là cái hình tròn thôi ạ. À cái đường tròn, sorry chị. Nó chỉ là cái đường tròn thôi ạ. Được chưa? Nó chỉ là cái đường tròn thôi. Còn round nó là nguyên một cái tròn luôn ạ. Big, big với lại small, lớn nhỏ. Rồi ạ, cái này dùng để miêu tả khuôn mặt này. Chubby, chubby. Là bầu bĩnh. Chubby. Plump là đầy đặn. Plump. Plump. Đầy đặn. Blonde. Cái này là nói về tóc nhé, miêu tả về tóc ấy. Chúng ta không nói là yellow hair mà chúng ta nói là blonde hair. Blonde hair. Blonde. Blonde hair. Curly. Xoăn. Curly. Tóc xoăn. Straight là thẳng. Straight. Straight. Chúng ta hay nói câu là go straight ahead là đi thẳng về phía trước. Straight. Go straight ahead, đi thẳng về phía trước. Tall là cao. Tall cao. Thin là gầy. Thin. Thin là gầy giống như em này. Thin là gầy hoặc là mảnh khảnh như thế chứ.
Rồi cái từ bên dưới cuối đố chị đọc được hai cái từ cuối. Grit. Grit. Chữ cuối là chữ gì đấy? Beard. Mosta. Beer. Beard là dâu, đừng nhầm với bear nha. Beer. Beard. Beer. Ở đây nó chỉ khác mỗi bear, khác con gấu mỗi chữ D thôi. Beard Ừ. Beer. là dâu. Mustache. Rồi tiếp đến là mustache. 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 Là chợ là Mustache. rìa. Dâu rìa. Bọn em hay trêu nhau là mứt tết đi. Mustache. 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 Mứt tết. Đi. Ok. Còn đâu? Hết rồi đấy. Bây giờ mình sẽ sang về cái Create World Web, cái cây thông tin rồi chưa? Rồi, chúng ta có Chubby là để sử dụng cho cheek, cheeks và face là sử dụng cho má và mặt. Big Một với small thì sử dụng cho ears, tay. Feet là chân. Hands, bàn tay. Nose, mũi. Hat là đầu và eyes là mắt rồi chưa? Tiếp đến chúng ta có black này, blonde này, curly và straight. Chúng ta dùng cho hair và fur, dùng cho lông và tóc. lông lông Tại vì không có ai tay xoăn cả. Tiếp đến long và short thì chúng ta sử dụng cho arms là gì ạ? Cánh tay. em cánh tay kia tóc Hair, tóc. chân Tail là đuôi. Legs, đuôi chân. Chân dài đó. Úi giời ơi. Long legs. long lẹt mình có long lẹt Đọc, đọc không biết đọc lại thành long le. long lẹt Rồi, oval hay là round hay là long thì sử dụng cho face, mặt đấy chứ. Mặt oval này, mặt tròn này, mặt dài này, mặt dày này. đây Thích, thích. Cái chữ thích ý chị, mà thay hát bằng chữ K ở cuối ấy. Thích là dày á. Là dày đó. Thick face. subscribe. Mặt đây. Đó chỉ đọc cái kiểu gọi là gì nhỉ? Chưa. Cái kiểu của người Việt Nam, cái nói chuyện của người Việt Nam. Sáng tạo ra những cái từ thì đâu đâu. Rồi, phần thứ hai đó chính là description. Cách để mình miêu tả để chậm, mình có cấu trúc như sau. Mình có hai loại là to be và to have, chưa? Đầu tiên ạ, với to be, khẳng định, được chưa? Khẳng định. I'm beautiful, tôi đẹp. They are clever, họ thông minh. He is confident, anh ấy tự tin. Được chưa? Rất dễ. To be thì sẽ chia theo chủ ngữ. Chủ ngữ nào thì đi với to be đấy. Được chưa? Và miêu tả ở đây thì mình thường hay sử dụng đó chính là cái gì nhỉ? Kiểu ở dạng hiện tại nhiều hơn. Kiểu mình miêu tả luôn trực tiếp luôn bây giờ chứ không 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 nói về kiểu trước đây như thế nào, trước đây thì so sánh rồi được chưa? Rồi, chúng ta có chủ ngữ cộng to be not cộng với adjective là dạng phủ định để chặn. Anh ấy tôi không đẹp này, họ không thông minh này, anh ấy không tự tin. Cái từ confident nó còn có một cái từ trái nghĩa của nó, đó chính là từ 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 unconfident chặn. Unconfident. Là không tự tin đấy. Cái đấy là antonym của nó đấy.
Tiếp đến với to have thì mình sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng với have hoặc has. Cái này sẽ chia theo 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 chủ ngữ được chưa? Chủ ngữ là I, you, we, they thì sẽ là have, còn he, she, it sẽ là has. Sau đó thì cộng với mạo từ a hoặc an, được chưa? Mạo từ a hoặc an, và cái có cái a an này không sẽ phụ thuộc vào cái tính từ ấy. Tính từ là cái à, ăn là danh dùng từ, từ. Được chưa? Danh từ. Nếu như danh từ nó số nhiều thì không sử dụng ơ ân. Đúng không ạ? Sau đó cộng với tính từ và cộng với danh từ. Ví dụ như là I have a round face. Face là mấy khuôn mặt. Một thì phải sử dụng mạo từ ơ. Được chưa? Rồi tiếp đến là the cat has green eyes. Eyes ở đây là hai cái mắt rồi thì mình sẽ không sử dụng mạo từ an ở đây nữa. Hay là they all have black hair. Black hair không đếm được đúng không ạ? Tóc thì không đếm được rồi. Giờ bảo đếm tóc thì vui ha. Trời, đến đi. Buồn. Rồi đến dạng phủ định. Phủ định thì mình sẽ sử dụng giúp em chờ động từ ở hiện tại, đó chính là don't hoặc là doesn't, và cộng với have để chọn chủ ngữ nào thì sẽ đi với lại chờ động từ đấy. Còn have ở đây là đi với tất cả các chủ ngữ, được chưa? Cái này thì dễ rồi đúng không ạ? Are you with they thì đi với don't, he, she, it đi với doesn't, được chưa? Sau đó cộng với have. Have ở đây là bắt buộc rồi, nó giống như kiểu cái thì có khứ, thì hiện tại hoàn thành nhé, là bắt buộc phải có have, được chưa? Sau đó cũng là cộng tiếp với nếu như mà tính từ danh từ số nhiều à số ít thì là sử dụng an, còn nhiều thì không sử dụng, được chưa? Ví dụ như là they don't have black hair, họ không có tóc đen thì tóc không đếm được rồi thì không sử dụng mạo từ an á. Hoặc là I don't have an oval face. Lưu ý giúp em này. Mình sử dụng a với an là sẽ phụ thuộc vào danh từ đúng không ạ? Nhưng mà muốn biết được nó là a hay an thì phải xem là cái tính từ này này nó bắt đầu bằng chữ cái gì. Cái cách phát âm của nó. Nếu như mà phát âm của nó là các nguyên âm, được chưa? Thì mình lại phải biết nó là an. Còn bình thường thì nó sẽ là a. Đây chính là cái cách sử dụng của ơ và ân nhé. Cả ơ và ân đều có nghĩa là một. Ơ và ân đúng không? Gió qua đây đi nào. Đấy, được chưa? Đây chính là cấu trúc. Gì? Rồi chúng ta có ví dụ như thế này. They are beautiful này. They aren't sad. They aren't sad. They are wearing round glasses. Hay là the boys don't have blonde hair. Don't have blonde hair. Cái này dễ thôi mà. Rồi ạ, bây giờ chúng ta có dạng câu hỏi. Hỏi. Hỏi thì cũng giống như là thì hiện tại đơn thôi, được chưa? Cũng là do với does lên đầu. Cộng với chủ ngữ và cộng với have. Được chưa? Có cái gì, được chưa? Ví dụ như là do you have blonde hair? Do you have blonde hair? Do we have long hair? Chạ. Còn với dạng từ để hỏi thì mình sẽ có cấu trúc là what cộng với cái mà mình cần hỏi, được chưa? Cộng với do là chủ ngữ,
À, cộng với does, he, she, it, cộng với have, hoặc là do, you, we, they, cộng với have, được chưa? Cái chỗ hair color này này mình sẽ thay bằng các cái gì nhỉ, gọi là các cái phần mà mình muốn hỏi, được chưa? Rồi với câu hỏi, à với câu trả lời thì ở hai cái đầu tiên này thì mình thấy rồi đúng không ạ? Là dạng câu hỏi yes, no. Thì rất dễ rồi, được chưa? Rồi ở bên dưới này thì mình lại trả lời phụ thuộc vào chủ ngữ cộng thêm have hay là thêm has, được chưa? Ôi, sao nó lại nhảy rồi? Được chưa? Rất dễ. Nó giống như kiểu câu hỏi thì hiện tại đơn. Ok, có chép lại không chị? Chụp hình lại nhé. Chép này. Mất thời gian này. Chụp được chưa đó, em vừa ấn phát. Ok, ok, chị chụp được rồi. Rồi, practice luôn ạ. Ok. Rồi, bây giờ choose the best answer rất dễ. Chị chọn nhé. Chị làm. My close friend, my has. Ok, xong rồi. My close friend, my has a Big chubby big face and big and blonde chubby, đúng không ạ? Jet. What? Sao? Round. Mặt tròn. Đen. Ủa chứ không phải là tóc hả? Không phải chỉ tóc hả? Không, em cũng không biết nữa. Nhưng mà hơi hơi kỳ. Hay là các cô để nhầm. Đúng không? Chubby thì là mũm mĩm mập mạp rồi. Lại còn đen và tròn nữa. Chị gọi. Trời ơi. Vậy chồng ghê chết được. Thôi kệ nó đi, không sao chị. Mình chọn cái nào cũng được. Tiếp vào what color, tại vì em cũng phân vân giữa hai cái. Chị nghĩ là A là đúng hơn đó. What color does Lisa eyes? Do. Có tên mà không dùng đơ hả? À mình đang học mình. What she color? She has. Rồi, has, đúng không ạ? Câu số 4, he. He is. Rồi, he is 20. Số 5 ạ. She is. What is, is rất dễ đúng không ạ? Tại mình nhìn thấy có it thì luôn luôn đi với is rồi đúng không ạ? Chứ it chẳng bao giờ đi với lại are hay là đấy cả. Rồi, recite and give the correct form. Of the verbs. Mình kiểu cái này mình phải tự điền ạ.
Có 4 điền thì sẽ được nhỉ? Điền từ nào cũng được mà chị, kiểu như vậy. Ok, sửa đi. Quan Nguyên. Is. So he is a student. He is 12 years. Oh. He is 20. He 20. He has. Has. He tiếp ạ. Is. Chị thường đại. Studies. Wow. Học ở đâu được chứ? He studying money and do football. Play football. Yeah. Play chơi bóng đá này chứ không có làm bóng đá. Place, Play place. sport để chọn play cộng với sport. Play. He usually Wearing. get Get. The marks là điểm ạ, thì chúng ta có guess marks. Chị nhầm thành cái khẩu trang. Trời đất ơi. Mask mới là khẩu trang chị ơi. Là sao? Get được điểm tốt trong lớp. Tiếp ạ. Ok. Nữa hả? Nữa hả? Nhiều mà. Đây nè, đây giờ mới Đây là đơn giản từ... nha. Thì cái này có sẵn từ rồi. Em tựa ghế xíu. Ngoài đứng ghê ạ. Relax đi. Relax. My friend and I. Yes. Em thì là em ngồi như thế này và em để cái cạm để em màn hình như thế này kiểu quen rồi sao, học sinh đứa nào nó cũng như thế này chị, em thì này đúng như thế này này. Ủa em bỏ quá có ăn thịt chúng mày đâu mà sao chúng mày có thể mặt đi làm cái gì không biết, lúc chúng nó phát âm không biết nhìn cái mồm nó phát âm như nào để mà chỉnh. Xa quá không rõ rồi. Không phải nó ngắt ngang qua mũi này đấy, có nhìn thấy miệng nó đâu. Chơi giấu giấu nghề Kiểu chúng nó kiểu sợ thòi mặt ra là kiểu mất mất cái gì á. giờ bọn nó cứ kiểu ngại ngại xong rồi giấu giấu. Em bảo ngại thì thôi khỏi học luôn mà. Em bảo càng ngại em càng nhàn á, kiểu vậy. Kiểu hỏi hỏi lại cho nó có câu hỏi gì không? Không. Ừ, không có câu hỏi thì tắt triển thôi, kiểu vậy. Không phải giải thích gì hết. Tại vì bây giờ mình hỏi nó thì nó phải có câu hỏi thì mình mới trả lời chứ. Còn không tự nhiên giờ cứ ngồi giải thích cho nó thì cũng coi như bằng không ấy. Kiểu mình khác nói mình nghe à. Try some food. Cái này về học thật kỹ giúp em nhé, vì cái này nó sẽ có trong cái phần speaking của chị đấy, phần nói đấy. Okay.
Ôi, vậy là tuần này em có hai lớp hết buổi luôn. Ok. Ừ. Hai lớp hết buổi. Vậy là nhàn Bất hay là tiện buồn là hay là chị. gì? À. Có một lớp thì thấy bình thường, có một lớp thì thấy hơi tiếc tiếc tại vì nó đang học quen rồi ấy. Nó Tại vì có một học tiếp lớp không? nó đòi em dạy ngoài. À. Em có Tại nhận dạy vì ngoài không? em được dạy ngoài lắm. Tại vì sao? Tại vì dạy ngoài á không có ai đảm bảo được cho em, là thứ nhất là về cái vấn đề về tiền chẳng hạn, đúng không? Thứ hai nữa là cái giờ giấc á. Kiểu Thì em nó thích thì nó lên học, nó không thích thì nó nghỉ ấy, thì em không kiểm soát được cái kiểu như vậy. Chị công nhận đó không? thì còn với phụ huynh, còn cái vấn đề mà trả lương thì cứ theo cái phong cách ở bên Nhật của bọn chị ấy, là trả lương trước rồi bắt đầu học sau. Đúng rồi. Thì đầu tháng đấy mình sẽ trả lương vào ví dụ là 25 tháng này để mình học cho cái tháng sau, 25 tháng trước để học cho cái tháng sau Em nói chung là ấy. em thì vấn đề về tiền nong thì em cũng không không quan trọng lắm, thì đối với em thì cũng không kiểu không có quá là nặng là phải như thế nào cả, mà kiểu căn bản là em đảm bảo được cái sau này ấy, kiểu nó dài ấy. Chứ còn ví dụ như kiểu dạy một tháng không lấy một vài triệu thì em thấy nó cũng không bõ lắm, tại vì em muốn đồng hành kiểu suốt cả một quá trình ấy thì nó hiệu quả hơn. Nhưng mà nếu mà người ta đã muốn học riêng với em ấy, thì chị nghĩ là nó cũng muốn theo dài đấy. Thì em cũng không biết như thế nào nữa, thì nó đang nói là nó muốn là để nó học ôn thi lên cấp 3 nữa. Là cấp 2 lên cấp 3. Mấy cái khả năng của nó thì ôn cũng dễ rồi, không có gì khó. Mất cũng tiếc nhỉ. Buồn nhưng mà thôi kệ. Trước đây phụ huynh nói gì? Phụ huynh cũng muốn dạy, phụ huynh cũng muốn dạy ngoài, nói chung là em cũng chưa chưa quyết định được. Kệ nó đi, có gì thì em sẽ trao đổi với phụ huynh sau à. Rồi, câu số 1, my friends and I. Tại vì là my friends and I thì cái này mình phải chia to be cho cả hai luôn ạ. Và chúng ta nhìn thấy my friends đã số nhiều rồi, được chưa? Hoặc không đơn giản chỉ nói một câu my friend, bạn của tôi với tôi thôi đã là hai người thì đã là số nhiều mất rồi. Jen, Chen birthday, Chen wearing. có cái dấu hiệu nào nhận biết là đây là wearing không ạ? Có cái chữ N đằng sau Chúng ta nhìn thấy là có cái từ cái tình huống của nó đang diễn ra, được chưa? Is wearing, chúng ta không có is wearing, được chưa? Chúng ta nói nó đang diễn ra, đúng không ạ? Tiếp diễn mà, nó đang diễn ra mà, hành động ngay bây giờ mà. wearing a Long beautiful dress and standing next to her yêu ạ. boyfriend. To be là có is rồi đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ không chia to be đây nữa. Để chứ, nếu như trên đầu nó không có to be, để chứ, không có is mà cũng không có cái wearing ở đầu ấy, thì mình phải chia nó là is standing. Được chưa? Standing next Some guests. some guests drink a wine or beer. Drinking. Chúng ta đang nói hành động này đang diễn ra mà. Drinking, được chưa? Và chúng ta nhìn thấy some guests, một vài thì đã là nhiều Nhiều rồi, được chưa? Wine xong là rượu. rượu, Rượu này là rượu trắng. không phải rượu vang à? Rượu vang có thể chỉ màu đỏ Không, em em thấy chỉ thường thì người ta nói wine là rượu trắng. thấy. Chị biết cái chai vodka các kiểu á, mấy cái rượu đấy, người ta gọi đấy là wine. Chị thấy cái wine này nó là chỉ về rượu vang ấy. Wine, 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 wine đúng không? Rượu vang đỏ chắc. Rượu nho. Đúng rồi, rượu vang gọi là rượu vang Nhưng mà mình toàn gọi là rượu trắng. Em cũng không biết nữa. Tại vì mọi ấy. người cứ nói cái vodka là wine. Vodka bên này nó đọc là nó để nguyên là vodka luôn. Nó để nguyên phải là gọi là vodka, còn cái wine này thì nó chỉ chung cho cái rượu vang đỏ trắng. Đấy là chỗ bán rượu đó. Ở bên đó có rượu gì nhỉ? Trời đất.
mơ. Không, cái rượu vang gì ấy. Hay cái chai gì nhỉ, em nhớ chai gì mà vàng vàng á, rượu gì ta, Chai gì rượu vàng? rượu rượu tây ở bên đấy, rượu tây á, Chivas hả? Chivas, Chivas, Chivas. Chivas không? Chivas. Chivas nổi thế nhỉ? Việt Nam mình thích uống Chivas, bên đây có ai uống đâu. Kiểu vậy em thì em chả thích. Được chưa? Tiếp, most people People are are sitting, đúng không sitting, are sitting. ạ? Và nhớ giúp em ạ, là sitting thì drop một t lên được chưa? Sitting, On sitting. chairs. Enjoy Enjoying. some Vì trên kia nó đã in rồi thì sau nó cũng phải in tiếp ạ. food. Enjoy. Không 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 thêm từ nữa. Enjoying food Enjoy and food and chatting with rồi ạ. one Chatting. Chatting cũng double T lên giúp em được chưa? other. With another. We often. We often goes to our Go thôi ạ. Vì we we số nhiều thì go không chia. Tào lao rồi. We always We always dress thôi dress ạ. à Tại lại vì we số nhiều tiếp ạ. we and travel Well and travel by by taxi. Parties never. make Rồi make được chưa? Mình nhìn giúp em này, ở đây nó có các cái trạng từ tần suất này. Always luôn luôn là thì hiện tại of đơn rồi đúng không ạ? Rồi tiếp đến never, không bao giờ never. là tần suất rồi. Được chưa? Đó, đó chính dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Bởi because freedom. Bài này nó giống như cái bài tổng hợp luôn á. Được chưa? Ok, thôi mình nghỉ ha. Rồi có gì tối em nhắn để cho nhé, có thể ngày mai vẫn học bình thường được. Tại vì là em cũng ngày mai em còn nhiều việc lắm. Ngày mai Chiều nay em còn thi thố nữa à? Hình chị còn lại bao nhiêu buổi? như là mấy chục. Chị 72 buổi đúng không? Ừ. Còn 44 buổi này. 44 buổi. Không phải 44 3 buổi là 3 tháng nữa, hơn 3 tháng nữa. Vì một tháng có 12 buổi nếu học đều. Một tháng. đều học đều thì là 36 buổi. 36 buổi mà thêm 4 còn 8 buổi nữa, như vậy là còn vào gần 4 tháng nữa, gần 4 tháng nữa. Nay Gần tháng 4 5 tháng nữa, vậy là tháng 9. Rồi đến tầm tháng 9 là đúng rồi. đúng rồi đó. Ok. Thế nhá, có gì nhắn tin cho chị nhá. Ok chị, goodbye. Bye bye.